Hôm nay lại có bạn hay chia sẻ cho quý vị. Quý vị chia sẻ trên 50 người chơi lại chia sẻ quý vị. Lại tiếp tục SH. SH lần này không phải K77, nó sẽ là K78 nha quý vị. Rồi. Thì vừa rồi hướng dẫn cho quý vị là một cái ăn ở Nam Định. À, em trai đã gửi cho mình đã làm xong và đã gửi về cho em. Và hôm nay lại nhận tiếp tục một cái ca của anh trai này. Đây, mới nhận hàng à. Đấy, tôi lại cắm vào trong xe rồi nha, IC này. Trời, ăn gói kỹ quá, anh sợ hư. IC lần này sẽ là K78. Đây, tôi xin phép được giấu tên người gửi. Đây, gửi cho tôi đêm hôm qua lúc 12 giờ đêm, mẹ đang ôm vợ phải ra lấy này. Ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thị xã An Nhơn, Bình Định, cây xăng dầu Đại Thiên Hà. Gửi cho số điện thoại 0909755993. Đình Tuấn xe ga. Số điện thoại anh ghi chi chít 3 số điện thoại luôn. 0909755993, 0909755993. Bên này tiếp tục. Đấy, anh em cứ khó, anh em cứ gửi về đây tôi giúp hết miễn phí. Ê, xin phép được giấu tên anh này nha. Và quý hóa quá, anh ấy gửi cho tôi hai cái chuông. Trời, quá quý hóa luôn. Anh ấy bảo thôi làm cái ban này bao nhiêu tiền thì anh ấy gửi. Rồi anh tặng tôi hai cái chuông, quý hóa quá trời đất luôn. Đấy, anh ấy gửi tôi hai cái chuông, quá trời quý hóa. Và đợt này quý hóa hơn là ăn được trước là anh ấy để luôn cả cái bát. Cái bát sắt này. Đấy, cái này K78 chữ đỏ này. Rồi cái anh vừa rồi ở Nam Định anh gửi cho tôi là K77. Đấy, ăn xong tôi cứ tháo 4 con ốc T10 này. Bẻ hết cả ốc xe zin. Hồi giờ chưa tháo mà bữa giờ tháo hai phát rồi. Vừa lắp vào xong lại nhận cái ca này lại tiếp tục. Đấy, 5 con, một con ở đây nữa. Tôi mới nhận được, tôi mới tháo ra K78 giống xe tôi luôn. Rồi anh em cái này nhiều tôi sẽ chốt ban cho mọi người này. Cái này có đèn FI hết này. Đó, hay nha. Cái này là pin remote yếu không nói nha. Pin remote của anh trai yếu nha. Về nhà tư vấn khách hàng thay pin nha. Đây. Trời, quý hóa thế, anh gửi luôn cả cái này chắc của xe DRAM. Cái khóa này chắc là Hà Nội người ta đi nhiều, khóa này chỉ khóa DRAM thôi. Khóa gì, két sắt, khóa gì đây. Yếu pin nha. Còn cái móc của tôi đây này. Rồi, móc xe nhà SU ở nhà ngày hôm qua bán cho em trai kìa. Xong rồi nha, rồi tôi tắt hết này. Rồi, tôi mở này, tôi tắt lại này. Được chưa? Vô hiệu hóa này. Rồi tôi mở on này. Nhấn này. Rồi cái này là yếu pin nha quý vị nhá. 2, 3, 4, 5. Đấy. Yếu pin. Rồi. Đây. Có FI nha quý vị nhá. Đó. Nhưng anh này anh bảo có xe này đề không được. Đấy. Anh đi khách hàng anh bảo anh đi tới 8 tiệm. 8 tiệm rồi không được. Anh ấy gửi tôi con IC. Xin phép được giấu tên, tôi bấm khởi động đề này, không được này. Tôi bắt thắng này. Không đề được này. À, em cầm anh nghe chú. Cầm quay nút đề này. Đây, tôi bấm nút đề cho quý vị này. Tôi bắt thắng này. Đấy, tôi bấm nút đề im ru. À, tôi sẽ chốt bàn cho quý vị. Trên 50 người chơi nhá. À. Đó. Đó, để không được. Đây. Thì bây giờ 40 người đang xem thì mọi người bổ tôi cái quả xẻ. 40 người đang xem bổ tôi quả xẻ. Để cho tốc hành lên trên 50 người ạ. Tôi dạo này cứu hộ liên tục. Mẹ tình nghĩa anh em. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu là ở chỗ này này. Đấy. Ăn xong ở tấm lòng. Còn vấn đề anh em tới đây tôi bảo chết là chết. Anh em biết cái gì đâu. Được. Nhưng cái quan trọng là anh em phải tốt. Đấy. Yeah. Đấy. Gói mẹ chắc thế. Quấn cả giấy này luôn. Giấy này giấy lau mồm này. Đấy. Tôi thấy nhà anh này rất có điều kiện. Tôi thì ở nhà ăn cơm xong không có cái giấy này lau mồm. Đấy. Tiện thể anh ấy ăn giấy xong không biết là anh cứ lau mồm chưa biết nữa. Hay là anh lấy giấy sạch anh quấn trong này. Nhiều lúc anh ấy quấn anh lau cả mồm. Đấy, anh gửi này. Quấn kỹ lắm, anh sợ bể. Đấy, anh bọc đây nữa này. Đấy, anh quấn mấy lớp rồi. Đấy, toàn giấy này anh quấn. Quấn trắng con IC luôn.
Anh này đúng kỹ thật. Không? Ồ, ghê không? Đổ giấy ăn xé cả cuộn giấy mà. Xong cuối cùng mẹ lọng quạng ấy, chiều về hoặc là sáng mai vợ bảo cuộn giấy mới mua ra rồi. Mẹ ông xài gì mà xài hoang thế. Cuối cùng ông này ông quấn hết IC ông gửi cho tôi. Đây ghê thật đây. Ông nghiên cứu mới cái này là chống sóc. Đấy, để nó khỏi bể rác IC rất kỹ. Đó. Này. Bởi vì sao? Bởi vì anh ấy gửi cả IC cả SU ăn kèm theo hai cái chuông này đúng. Anh này làm như vậy là tốt. Sợ hai cái chuông này nó va vào. Anh bảo cân ký thì được 7.000 một ký. Thôi anh gửi vào anh tặng chú. Quý hóa quá. Đấy nên anh cuốn ký nữa. Không nó va vào IC nó bể rắc hoặc là hư SU. Quá quý hóa. Và cái này thì anh ấy bảo xong xuôi thì gói lại. Đừng có xài cái ok em sẽ trả lại anh hết. Lấy hai cái chuông thôi. Ghê thật. Tôi xin phép giấu tên người gửi. Anh em khó khăn thì anh em cứ gửi về cái địa chỉ này. Nếu gửi xe, anh ấy gửi xe nó nhanh hơn, gửi bưu điện thì nó sẽ lâu hơn. Đấy, anh sợ tài xế ngủ quên hoa hết cả mắt nên anh ghi tới 3 số điện thoại luôn. Sợ thằng chủ xe mẹ nó lộn số, đọc số bên này mờ, qua số bên này mờ thì nhìn số bên dưới. Ok. Rất kỳ anh trai này. Tôi xin phép được giấu tên. Rồi mọi người viết ban thì mọi người chia sẻ. Tôi sẽ kiểm tra cho mọi người và tôi chốt ban cho anh trai này con xe này bị cái gì nhá. Về nhà anh chỉ có bục phát là xong thôi. Đấy. Và quý vị đừng có nghĩ rằng mấy triệu nó to. Quý vị tham gia khoa học vào ngày tháng 4 này ở Hà Nội đi. 22 tháng 3 này tôi dạy ở Bình Định. Rồi đầu tháng 4 tôi bóc hết cái dàn xe này ra Hà Nội. Rồi. Rồi chia sẻ. Bây giờ tôi sẽ ủng hộ chia sẻ mọi người. Mọi người xem, mọi người thấy hay mọi người phải chia sẻ. Chia sẻ đi. chia sẻ. Rồi tôi sẽ chỉ cho mọi người cái ban này. Đây. Đấy. Rồi tôi chuẩn bị máy ở đây cho quý vị rồi. Tôi chỉ cần có số của tôi nó tăng lên 50 người phát là tôi để vô luôn cho mọi người buổi trưa nay. Đấy, chỉ cần có số tăng lên khoảng 50 anh em cái là xong. Đấy, sẽ chia sẻ cho quý vị. Dạ. Chỉ cần anh em mỗi người share chia sẻ một cái để cho cái chốt ban cho nó đẹp vào buổi trưa nay nhá. Cho nó đẹp. Được không ạ? Cho không khí buổi trưa nay nó được oxy kê hơn. Được không ạ? Mỗi người nhấn khoảng 2-3 cái like, chia sẻ hội nhóm. Rồi. Cái này để buổi tối thì nó ngon hơn. Mà tối tôi phải gửi xe rồi. Tôi sẽ kiểm tra ngay và tôi sẽ gửi quay đầu cho anh ấy. Tốc hẳn. Hùng David, cảm ơn anh em. Và hôm nay anh em nào mua máy tôi ưu đãi cho anh em ít phần quà. Tất cả nó sẽ là bản mới nhất 6. Cái con này sẽ là 8.500.000. 8.500.000 cho anh em nào sử dụng bản tiết kiệm. Để về nhà này. Có xe này bắt được bận con này luôn. Con xe bắt được bận con xe này luôn. 8.500.000 tôi tặng cho anh em phần quà bộ tài liệu nhóm học online. Làm đi. Rồi từ từ nâng cấp lên cái bản cao nhất. 8.500.000. Mà mới len keng xà beng được bảo hành 1 năm tặng nhóm học online tài liệu quá rẻ. Ưu đãi cho mọi người khóa học tài liệu quà tặng 50 người đi mọi người. 50 người xe tất cả không chất lỗi thì anh em sẽ không đọc ra
Rồi, không có lỗi lầm gì cả. Được chưa? Rồi, bây giờ có thì có lỗi quá khứ. Bây giờ Tota sẽ sử dụng máy để khôi phục và reset nó luôn. Bản N. Còn anh em nào muốn bản S thì đương nhiên tiền nó sẽ nhiều hơn. Không để quý vị chờ lâu, đặc biệt máy này tự động đi tìm xe cho quý vị, không cần phải đi tìm SH. Ok. Dạ. Yeah. Chúng ta sẽ đọc lỗi. Ôi trời ơi, xe anh trai này lỗi nhiều quá. Rồi, cũng cái xe này lỗi này thì cũng chẳng đáng kể, cái lỗi số 8 là TBS. Được. Đấy. Điện áp có thể là thấp hơn 0,2V, nó sẽ báo lỗi nha quý vị. Đây, 0,2V. Đấy, tôi dạy quý vị thì easy. Là dưới 200mV sẽ xuất hiện cái lỗi số 8, TBS. Rồi, lại tiếp tục lỗi số 8, 8/2. Rồi, tôi sẽ xóa đi. TBS. Xóa. Ok. Rồi, xóa lỗi thành công. Thoát. Để cho quý vị và các bạn yên tâm, tôi sẽ reset. Rồi, yes, Z. Reset. Rồi. Thì lúc này chúng ta reset ECU thành công, anh em sẽ là off và mở on khóa điện, nổ máy 10 phút để thiết lập. Rồi, nhưng lúc này thật sự không để được, tôi sẽ bấm nút để ở đây. Đây. Tôi sẽ giữ tay vào luôn. Rồi, bóp thắng. Rồi. Xe này mất lận đề, không để được. Thì ok, tôi sẽ lấy sợi dây, tôi cột dây phanh lại cho quý vị luôn. Bởi vì không có anh em nào trợ giúp. Rồi, tôi sẽ cột tay phanh lại nha. Đó. Rồi, tôi sẽ cột tay phanh lại. Rồi, căng đét. Rồi, tôi cột khá là căng nha quý vị. Cứng ngắc luôn. Không có độ dơ. Rồi, lúc này chúng ta sẽ bấm công tắc đề. Đây. Xe của tôi thì đương nhiên nó phải đề, nó phải nổ rồi. Xe zin mà. Rồi, mỗi tội là bây giờ tôi tháo IC của tôi ra, lắp IC của anh này vào thì lại không khởi động được thôi. Đó, tất cả FI có hết nhưng lại không khởi động được thì tính tỏ là xe ok, đúng không ạ? Xe ở chẳng có vấn đề gì cả. Đấy, vấn đề còn lại là IC của anh đấy đang có vấn đề, tôi sẽ chốt ban cho mọi người. Ngày mai cứ như vậy mọi người báo khách hàng là thay IC luôn nhá. Ok không? Ok, cho tôi xin cái like ạ, thả tim cho tôi đi ạ. Đấy, bởi vì con xe của tôi là nó hoàn toàn là OCK. Đấy, nhưng anh này thật sự anh ấy bắt bạn hết rồi, anh ấy nghi vấn, anh chỉ có là 50-50 thôi. Đấy, chúng ta chưa biết đâu là đúng, đâu là sai. Thì tôi sẽ chỉ cho mọi người một cái, ngày mai mọi người không cần phải gửi cho tôi. Gửi cho tôi, thứ nhất là mọi người mất tiền. Đó là không quen. Còn những người anh em học viên của tôi ra thì đương nhiên nó sẽ là miễn phí. Thì đây cũng là cái công sức của tôi mà. Tôi nói ví dụ nha. Tôi đang ngủ có thể là 12 giờ hoặc là 1 giờ sáng. Ôm vợ ấm, tự nhiên phải chạy đi lấy đồ. Đúng không ạ? Nó mất giấc ngủ. Rồi tôi về nhà tôi phải tháo xe ra, tôi phải test cho mọi người. Để tôi chốt cho mọi người là 100% bị cái gì, nhưng đó là cái tình nghĩa thôi, chẳng có cái gì cả. Hầu như tôi sẽ làm cho những anh em của tôi nó sẽ là không đồng. Không đồng. Còn những anh em khác của một cái ban này nó tùy theo. Nó phải là 300 ngàn cho tới 500 ngàn tùy theo. Tùy theo cái tình nghĩa nó đi tới đâu. Dạ. Yeah. Nha. Yeah. Rồi, em xin chào anh Phạm Minh Tuấn, anh Văn Hạnh. Đó. Rồi, tôi sẽ kiểm tra. Thì có vẻ là anh này anh chưa có điều kiện mua máy. Đấy. Thì cuộc sống mà. Mưu sinh. Anh này chưa có điều kiện anh mua máy. Thì nhiều lúc anh bảo anh đo chống nghiêng rồi. Thông hết rồi. Nút để thông hết rồi. Thì tôi sẽ kiểm tra lại cho quý vị. Dạ. Quý vị cảm thấy tôi like, tôi nói hay thì quý vị cho tôi cái chia sẻ, cho tôi cái thả like, thả tim. Bởi vì ngày nào tôi cũng chia sẻ cho quý vị hết. Nó phải là thực tế 100%.
Tôi mà đã chia sẻ nó phải là 100%, không bao giờ mẹ sai số được. Đấy, quý vị chỉ cần xem, ấn tôi cái like, động viên cho tôi để tôi có động lực. Anh em lần sau lại gửi cái ban gì đấy, tôi lại chia sẻ cho mọi người. Đó là cái hạnh phúc nhất của một người thợ như tôi. Phải lấy 500k tiền mất ngủ trưa ấy sư phụ. Thôi, khi nào cái đó tính sau anh ạ. Rồi thì bây giờ tôi đã xóa, đọc, xóa, reset. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái dữ liệu động cơ. Rồi con xe này không đề được thì chúng ta chẳng quá quan tâm những cái chỗ này. Ở chỗ này đẹp, đẹp hết, điện áp đẹp. Rồi K3 100, rồi oxy 3.8 đẹp luôn. Tuyệt vời. Chúng ta qua trang thứ hai. IACV đang ở 100 bước, ở đẹp. Rồi xe tôi từ hôm qua giờ chưa khởi động được, nhiệt độ bây giờ đang là 30 độ. Khí nặng. Đấy, SCT cũng là 30 độ, hiện tại đang công bằng với nhiệt độ môi trường. Rồi, điện áp nó sẽ là 2V6, K3 và điện áp. Đấy. Rồi, quan trọng nhất là một con xe không khởi động được, quý vị vào cái trang thứ ba cho tôi. Hôm nay anh em nào chốt con sở Motul này, tôi khuyến mãi lên đỉnh cho quý vị luôn. Hoặc là các bạn R, để anh em bớt khổ. Rồi, chống phụ là tốt. Tôi sẽ gạt lên on off là ok này. Quý vị nhìn thấy trạng thái khởi động đấy ạ. Ok. Rồi. Thì chúng ta đã loại trừ ra công tắc khởi động tốt. Vấn đề bây giờ tôi bấm nút khởi động này. Anh em có tín hiệu khởi động rồi. Tốt luôn. Đó. Đều ok hết. Đó. Anh em thấy không? Đó. Thì anh em vào hàng số 3 này đều tốt. Đều tốt cả. Đều tốt cả. Nhưng tất cả nó không khởi động được. Và thì anh em có máy anh em biết rồi. Bởi vì tín hiệu khởi động ở đây là con IC ấy, cái chân 29, tôi nói cho quý vị là chân 29 thì phải. Là cái dây màu là tín hiệu khởi động từ nút đề là cái dây màu màu gì nhỉ? Màu xanh sọc vàng. Đấy, 12V. Từ công tắc đề là từ sit-top qua công tắc đề thì mọi người biết rồi. Nó sẽ chạy xuống chân 29 của IC sao á. Tôi nhớ không lầm 29 thì phải. Hầu như tôi thuộc màu dây thì khá là nhiều. Nhưng đôi khi nó nhanh quá, không nghĩ ra kịp. Chân 29 thì phải quý vị ạ. Nó nằm ở phía dưới rồi. 29 thì phải, tôi không nhớ cho lắm. Rồi tôi sẽ soi lại cho quý vị. Đấy, không có, quý vị có thể tra sơ đồ dùng tôi cái lận đề đấy ạ. Đó, được chưa? Đó. Thì lúc này nó on off rồi thì cứ đơn giản quý vị ở đây nó im ru như thế này thì vấn đề nếu mọi người thích nữa mọi người kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Kiểm tra 12V từ IC từ nút đề có xuống không? Nếu có. Có thì đương nhiên sẽ bị gì? Chết IC thôi. Chẳng có gì cả. Đấy. Được không ạ? Chết IC. Đấy, nó vẫn on off. Đó. Vấn đề ở đây mọi người chỉ cần thay IC cho tôi thôi, chẳng có cái gì cả. Đấy, đèn min này, không báo lỗi này. Rack EC đang open. Đấy. Sao 29 anh? 29 là gì? Là 29 đúng rồi, em nhớ 29 đấy. Rồi, cảm ơn mấy anh em đã nhắc. Đó thế thôi. Đấy, im ru cả ru. Còn vấn đề mà để cạch cạch mới là bu lăng sụp xịt cái đó thì trong khóa học tôi đã dạy cho anh em rồi. Thế thôi. Đấy, mọi người không nghi ngờ nữa, sợ máy báo ảo nữa. Máy này không báo ảo đâu. Đấy, mọi người chỉ cần đo từ đây xuống đây cái là xong. Thế là mọi người chốt ban là chết IC. Không có gì đâu này.
Đấy, nên mọi người không có gì phải băn khoăn 50-50 cả. Tất cả đây nó hoạt động ok thì mọi người loại trừ. Đó. Loại trừ hết. Bởi vì tất cả đèn LED ok mà. Này. Rồi van guarantee này, thông thủy hết. Mà mỗi tội không khởi động được thôi. Thấy không? Thì có máy này loại trừ chống điện rồi. Rồi, công tắc chống nghiêng thì toang. Đó. Lượm lúa thế thôi, mọi người báo khách hàng là thay IC. Rồi, bây giờ nếu mà xe này trang bị ổ khóa thông minh Smart Key thì mọi người mua IC trắng nếu khách hàng nhiều tiền. Chúng ta rút ra, chúng ta cắm vào bật khóa điện tự động sẽ động bộ. Nhận diện tín hiệu từ SU đến IC là ok. Còn bây giờ ví dụ anh em bảo ở khách hàng này anh em muốn mua cục IC cũ thì người ta phải cung cấp cho cái mã như thế này. Đây, em nói mô phẩm. Đây. Đó, thì người ta phải là bao con IC này sống và người ta cung cấp cái mã này là cái mã ECMID. Về mọi người sẽ vào cái phần thay SU hoặc là ghi ECMID mới trong vòng chưa đầy 30 giây. À. Và anh Hoàng Dương ơi, ở đây không quan trọng là có bơm hay là không. Anh Hoàng Dương hiểu không? Bây giờ nó có bơm hay không bơm nhưng nó không đề được. Bây giờ nó có bơm, nó không đề được thì cũng toang. Còn bây giờ nó không bơm, không đề được thì cũng toang. Anh làm cho nó bơm đi rồi nó đề được cũng toang. Đây. Bơm e này, mà không đề được thì cũng toang. Đây nha. Đó. Được chưa nào? Rồi em để cho mọi người chắc ăn luôn, em tháo con IC này ra luôn. Được chưa? Rồi bây giờ em sẽ tháo này. Có cái gì đâu. Đó. Rồi em lắp lại SU của em này. Cái này của anh đó. Đâu rồi? FOB rồi. Đây. Chưa? Cất cái con IC này không nó bể mất. Rồi cái móc anh ở đâu phải này? Đây. Được chưa? Rồi em tạm thời em để đây cái bộ hoàn này luôn. Được. Rồi em sẽ lắp SU của em vào này. Thì đương nhiên nó sẽ là gì? Chưa đồng bộ chứ. Đó là bình thường. Em like trực thế cho mọi người luôn nhá. Em like trực tiếp cho mọi người luôn. Rồi em mở. Rồi cái này SU của em. Rồi tít tít này. Tít tít tít. Được chưa? Rồi. Ok chưa? Rồi em vẫn cột tay phanh ở đây và bây giờ em tháo ra em lắp IC em vào này. Cái này nó cam hơi cao tí nha. Em sẽ làm trực tiếp cho mọi người luôn. Ở đây chia sẻ không có lòng vòng cho mọi người nhá. Nên anh em nào xem cảm thấy hay thì cố vấn nhá. Đấy, mình ở đây chia sẻ không có dài dòng anh em ạ. Vào vấn đề là múc luôn. Rồi. Được chưa? Rồi cái này của anh trai này em tạm thời bỏ qua đây này. Để di chuyển cái bịch xăng. Tháo rắc này ra khá là phê nha anh em nha. Đã ngồi hà thật sự lấy anh em mẹ tiền mà rút cái rắc này ra không đúng rồi. Đây tình nghĩa đấy. Ra tháo vào nhiều lúc nó đập vào đây này anh em phê lắm. Anh em chờ chút em lấy này em bậy lên nặng quá phê lắm. Từ từ nha mọi người. Cái này không luôn nóng được. Bích hết rắc lấy ra lấy vào nhiều tan hết rắc. Thank you.
Ôi giời. Đây. Đấy. Được chưa? Rồi em bỏ rồi. Thôi qua đây. Em trai cho anh miếng nhớt em trai ơi. Đúng rồi. Cho anh miếng nhớt nhét vào mai mốt mày mở ra đỡ phê phê quá. Đấy chai nhất hải đấy, nghe đây. Lần lôi một cái rác này hết cơm. Đây được rồi. Rồi, quẹt ghê quá. Ok. Ôi, đấy, đỡ chuột. Chuột quá. Chuột quá chuột chuột luôn. Rồi mọi người yêu mến mọi người chia sẻ hơn cái nữa nhá. Đấy nó phê lắm mọi người, bình xăng nhiều lúc này một mình có lục thục. Nó rớt toang hết. Toang hết anh em ạ. Ho lọng khoạng hết, Covid cô vàng hết anh em ạ. Toang hết rồi. Rung hết chân tay. Rồi ok. Rồi. Rồi thì lúc này tiếp tục em lại mở khóa điện cho anh lớn xem này. Đúng không? IC của nhà thì đương nhiên nó sẽ đồng bộ rồi. Cái đi, nó chết. Hay đang lộn con SU nào à? Chết rồi, ngày hôm qua em thay thế em chưa đồng bộ rồi quá. Đúng rồi, em chưa đồng bộ con này rồi. Chết thật. Quên mất ngày hôm qua thay thế bán cho thằng cu em cái con SU mà em quên chưa rồi. Anh em chờ em chút xíu nhé. Anh em chờ em chút nha. Hôm qua lấy con SU nhà mẹ lắp bay cho em kia chưa đồng bộ rồi. Rồi con này em chưa đồng bộ luôn. Hay có tụt rác không biết. Rồi anh em chờ chút em xử lý luôn. Ở chưa. Rồi em sẽ thay đổi cái má vào cho nó nổ rồi đó nhá. Nè, chết thật. Đó, lại có bàn nữa này. Lấy ghế đây ngồi làm cho mọi người luôn cho thực tế. Anh em chờ chút xíu nhá, làm như vậy anh em lại có tay nghề đấy. Rồi lỡ làm cho anh em cho nó chuẩn luôn. Mất công là nhiều anh em xem bảo thì Tuấn lại đánh ban nữa nhá. Cái này mình làm thực tế chứ không ban bọc được hết nữa mọi người. Để mình đưa cái máy SM-ID vào đây. Ngày hôm qua bán cho thằng của em mất. Copy ngay cục SU nhà quá.
Kiểm tra lại cái má. Mã SMID rồi đó. Rồi khóa học ở Hà Nội, anh em nào yêu mến thì nổ tài khoản đi nhá, đặt cọc nhá, đọc kỳ. Sai rồi. Rồi chúng ta rút ra làm lại. Hay bị mờ chút, anh em thông cảm nha. Ngày qua bán mấy con SU ở nhà rồi. Rồi cái má này không trùng rồi. Rồi cái này là cái key 100 mình dán trên đồng hồ này. Rồi để mình thay đổi cái má SMID cái đó mọi người nhé. Rồi ok. Rồi, đồng bộ nhá, SU và SM nhá mọi người nhá. Đây, đồng bộ đó, kích hoạt, kiểm tra. Rồi, đồng bộ nha mọi người nhá. Rồi, chúng ta đi kiểu 2 đi cho nó nhanh. Không cần FOB. Ok. Rồi, chúng ta sẽ nối dây vàng vào. Đồng bộ nha anh em, chúng ta sẽ thay đổi cái má SMID vào đây. Rồi, của mình là 255. Tám bảy ba sáu bốn. Ok. Hút thuốc nhiều quá anh em ơi. Đấy, lại ho anh em, ho ghê lắm. Cà phê, thuốc lá. Tay này lại cắm lộn chỗ rồi sao ta. Rồi, chúng ta bị này, chúng ta lại rút nguồn ra cái nữa. Covid. Đồng bộ kiểu 2 không FOB. Ok. Nối dây vàng theo Motorola. Làm thực tế cho anh em luôn, mất công anh em bảo ở bị cái gì.
Rồi. Đấy, chúng ta cắm sai cắm lại xong. Ok, có đèn FI. Rồi, xe của anh trai chết IC nha mọi người. Đó. Rồi, anh trai về nhà báo khách hàng thay nha. Chết. Đó, nếu mà anh đi mua IC cũ thì đương nhiên có cái mã như lúc nãy đấy. Anh về nhà anh ấy vào đồng bộ nha. Thì anh không có máy thì anh đi nhờ bạn bè nha. Đó, còn có máy thì anh chỉ vào như vậy thôi, đồng bộ SU và SM. Hoặc là vào chức năng Smart Tool hay SU. Đấy, anh đọc cái mã cho mày ra. Lấy cái mã SM ID. Đấy, mua IC thì nó có mã rồi. Chúng ta sẽ thay đổi cái mã SMID gốc. Con này chết rồi. Thay vào trong này, nhung này. Hay không quý vị? Quý vị thấy hay không? Hay không ạ? Cho em xin cái like. Hay không ạ? Đó. Ở đây là thực tế cho mọi người. Ngày hôm qua quên mất chưa đồng bộ con này nhá. Đến hôm nay nó bị xảy ra sự cố một chút xíu. Nhưng anh em hôm nay lại biết cắt đồng bộ. Đó. Đúng không ạ? Rồi. Mấy hôm qua không gặp sư phụ run ngày, hay không Văn Quyết ạ? À? Hay không mọi người? Hay không ạ? À? Đó. Cảm ơn, hy vọng rằng có biết một chút xíu về tay nghề. Không giỏi giang thì chỉ biết là cái chia sẻ nó đúng với sự thật. Thì hy vọng rằng anh em cứ như vậy, chúng ta thoải mái lên, chốt chết đi xây. Đó. À. Hay lắm không em trai? Hay lắm không em? Hay lắm. Anh trai hay bao nhiêu phần trăm em được? 70% không em trai? Cho anh xin cái mô phẩm đi. Bao nhiêu phần trăm? 70% cũng giúp được nhiều anh em thợ. Rồi, chết là chuyện bình thường. Rồi. Con này tầm hơn 3 triệu nha mọi người. Hơn 3 triệu biết cắt mua. Đấy, mà anh trai này cần thì em tháo xe ra em bán luôn. Đấy, anh cứ báo khách hàng đi. Không có em gửi trả anh nhá. Được là em tháo con này ra em đồng bộ cho anh luôn. Đây. Zin của em hồi giờ chưa tháo này. Đó. Rồi, đây. Rồi, quay lại về vấn đề. Xong về ban bận, nồi có 55 bộ, anh em nào lên đơn chốt tay không hết. Đây. Mới ra cái mẻ sáng giờ ngồi vấn hai lớp bị bóng. Đó, hai lớp bị bóng. Alo. Đấy. Alo. Nói đi anh, em đang live stream chút. Để anh chờ chút em gọi lại cho. Anh chờ em 5 phút em gọi lại cho. Nhìn mà ghiền luôn. Đấy, anh em nào yêu mến nồi niêu xoong chảo bẻ độ nồi trước, tăng tốc nồi sau bám thì anh em vui lòng mỗi người 5-10 bộ không hết nha. Đấy, chiều nay em ship luôn. Đấy, em bịt tới hai lớp bi lông nha. Đấy, lớp bi lông bên trong và tiếp tục tới băng keo bên ngoài để bảo vệ nó cứng chắc hơn cho mọi người. Đấy, băng keo lại sắp hết rồi. Đó. Sạch sẽ lắm mọi người. Rồi, chiều nay em sẽ tỏa toa cho mọi người, anh em múc đi ạ. Đây, nồi bẻ độ, tăng tốc. Cái này chúng ta sẽ gọi là gia tốc. Và nồi sau sẽ bám tốt hơn. Gia tốc 125 Clip Valio SH More chúng ta lắp chung. Và AB đời mới lắp chung.
Và cái này của SH K01, K77, K78 vân vân. Đây. Anh em nào quan tâm Zalo cho em nhá. Thích thì Zalo. Nhanh không hết, trong chiều nay lại hết nha quý vị. Bởi vì số lượng này nó còn có một nửa thôi. Đây, em thông báo cho mọi người này. Đây, mọi người thấy không? Đây, tiếp tục tòa này, em xin phép dấu số điện thoại này. Rồi, tiếp tục nồi này. Thấy chưa? Đó. Không giấu gì mọi người cả. Rồi, tiếp tục nồi này. Đấy, đây nữa. Đây, tiếp tục nồi này. Thấy chưa? Đây, tiếp tục nồi nữa này. Đó, rất nhiều nha anh em. Còn một ông nồi nữa đâu rồi. Đây, nồi này. 10 bộ này. Ok chưa? Đó, thì đương nhiên ở trong này thì đương nhiên ở trong này chốt khoảng hai mấy gần 30 bộ rồi. Anh em nào muốn nhanh tay thì gửi hàng. Ok, tay ga Văn Trung. Đó. Anh em ủng hộ hàng thì cũng như kiểu xem những clip ấy, hay, bổ ích. Đấy, thì anh em cần cái gì thì anh em ủng hộ chứ thì Tuấn không ép. Anh em yêu mến cái gì anh em ủng hộ. Rồi, máy móc anh em ủng hộ. Rồi, đồng hồ về số lượng nhiều anh em vừa rồi đặt. Đấy, anh em nào cần comment 30 cái. Đồng hồ, mặt kính đồng hồ cực kỳ là to và lớn. Đây cái đồng hồ anh trai. Đây. Thấy chưa? Mới lên keng, mới về. Đây, mặt cực lớn cho mọi người. Những anh em nào mắt tối rồi. Đo cực chất luôn cho mọi người rồi. Bật đèn led này, dí lì đó, to, rất to nha mọi người, đo đủ các kiểu đấy, ampe giò dứt đầy đủ hết, AC DC, đo tụ iốt đó. Ok, chắc chắn cây giá đỡ nữa đó. Ok đây. Được không? Và an toàn chiều nay lại lấy nồi tiếp này. Anh em chốt nhanh đi. Đấy, tối nay tôi like cái là hết. Anh này lại tiếp tục nồi này. Rồi. Nồi tiếp này. Được không? Bây giờ có nồi sau. Bây giờ cái này chưa có nồi này. Cái này nhẹ này. Đó. Được chưa? Rồi, tay ga Văn Trung thì tí nữa tôi gửi xe cho bạn con mô hình này nha. Đó. Rồi, an toàn này, thêm 4 bộ nồi. Thế rồi, mấy bộ nồi trước nữa. Ok anh. Rồi, anh trai kia 10 bộ, cứ người 5-10 bộ, 10 bộ nó hết ngay chứ có gì đâu. Đấy, mọi người kiểm tra toa hàng nhà mình. Thiếu cái gì thì lên luôn, nồi niêu xong chảo. Nha. Rồi. Rồi, cảm ơn tất cả quý tấm lòng anh em thợ máy. Anh em nào cần về nồi niêu xông chảo, cần gì cái gì thì anh em cứ vui lòng lên toa. Cảm ơn mọi người. Rồi, nhất số 20k một tip. Rồi, 85W 140. Đấy, đổ vào cực êm. Đấy. Ngày sản xuất ngày 20/1/2022. Hạn sử dụng của quý vị là 3 năm cho tới của 2025. Đấy. Ok, tới ngày 20/1 của 2025. Rồi, Iha Moto. Rồi, đấy, anh em nào quan tâm, mỗi người khoảng 10 tip, 20 tip. Và toa chiều nay gửi luôn. Cái này chẳng qua mua nước uống thôi mọi người ạ. Đó.
Được không ạ? Đấy. Được không ạ? Đó. Rồi, cảm ơn. Chúc tất cả quý vị buổi trưa có buổi cơm, ăn cơm ngon miệng nha. Rồi, anh em là cần cái gì thì comment. Rồi, sạc đa năng này mọi người, sạc này không bao giờ chết IC, sạc trực tiếp từ bình ắc quy luôn điện tử, mọi người cần nhá, hàng xịn nhá. Đấy. Được chưa? Cái này nó có rất nhiều mặt hàng nha. Đấy, anh em là cần comment. Rồi, sạc điện tử ghim trực tiếp không bao giờ nguy cơ chết SU và IC, cứ cắm vào luôn đấy, vào toa đồng hồ đồng yếc cũng vậy này. Anh em bỏ ba cái đồng hồ VOM đi, làm cái nghề xe máy này nhiều anh em còn cái đồng hồ VOM, cái đồng hồ kim, cái đồng hồ kim ấy chỉ có làm điện tử thôi đấy nhá. Anh em tốt nhất bỏ đi, chúng ta làm con xe chúng ta tiết kiệm mua cái đồng hồ này. Nhiều anh em live stream lên chia sẻ nhờ giúp ban bận cái đồng hồ cứ cả giật đấy, đấy cứ cả giật ăn bao nhiêu cũng hết, bỏ hết cái đồng hồ VOM dùm em chút, đồng hồ kim đấy ạ, đo gì đâu hai cây của mọi người cũng vậy, làm cây ngon ngon mà đo chứ gì đâu mà cái cây nó cũng cụt luôn. Rồi mọi người cắm vào, thứ nhất là nó không có tiếp điểm, không có tốt, kim thì cứ đi lên đi xuống chẳng biết thang đo nào, thì bấm vào đây bao nhiêu vôn bao nhiêu ôm hiển thị luôn bằng đồng hồ điện tử. Đấy, tại sao sướng chúng ta không dùng mấy trăm nghìn bạc ăn cũng hết. Thời buổi này mà anh em còn dùng cái đồng hồ VOM nữa để anh em làm nghề thì toang hết. Dạ, toang hết. Đấy. Chỉ có toang trở lên thôi. Toang hết mọi người ạ. Được không mọi người? Toàn hết. Rồi, cảm ơn quý vị buổi trưa nay, chúc quý vị có buổi cơ ngon nhé. Anh em nào cần cái gì lên toa nhé. Rồi, anh em nào có búa càng, chuông ba càng cú anh em để lại em mua hết nhé. Có anh em để lại. Anh em bạn bè chiến hữu xa gần có những cái đồ này tháo ra cân ve chai thì bán lại cho mình mua hết. Rồi, thank you, mình nghe điện thoại rồi đã. Alo. Rồi, anh nói đi. Làm cái máy em đang like đây 8 triệu rưỡi bạc ăn mới tin, bảo hành cho 1 năm, tặng bộ tài liệu nhóm học online, tha hồ mà biết về FI chịu khó học. Sợ mất tun ăn. Máy mất mới nhất hiện trường hiện tại ở 8 triệu rưỡi, bảo hành 5, tặng tài liệu online. Máy mới cho anh, máy mới. Dạ, máy sợ mất tun 2. Làm đi sau này có tiền nuôi nó rồi cập nhật lên cái bản cao nhất. Còn máy mô tô sủi can ăn 7 triệu rưỡi, còn một con đẹp 7 triệu rưỡi. Dạ. 7.0 giờ ăn. Tất cả là phiên bản mới nhất. Em bảo hành cho anh 6 tháng. Nó có hư đâu mà sợ. Bền lắm. Dạ. Yeah. 16-8 anh. Dạ. Yeah.
Dạ. Có rắc đây đi theo đầy đủ chứ anh? Rắc để kết nối với xe chứ. Dạ. À cái máy này thì anh vào thì tự động nó tìm xe, anh không cần phải vào tìm Smart Tool. Còn Motocan thì cái gì nó cũng có cái hay riêng của nó. Motocan thì anh phải vào tìm xe. Dạ. Thì bây giờ chênh lệch nhau mua khoảng 1 triệu ấy. Dạ. Dạ. Đầy đủ cáp rác đầy đủ hết chứ anh? Em biết phía bảo hành cho anh đầy đủ chứ? Dạ. Làm con mà làm chứ, vào kiểm tra chống điện rồi trạng thái khởi động mà làm, em tặng nhóm học online vào cho nó chịu khó mà xem mà học ý. Dạ. Dạ, bây giờ máy đồ rẻ quá, có chỉ vàng, mua được cái máy quá rẻ, vàng đang lên nữa, khâu vàng nhỏ chút xíu. Vàng nhỏ chút xíu mà ra bán được 7 triệu mấy bạc, mua cái máy xài phà phà. Vàng bữa nay đang còn vào 70, 71 gì ấy. Quá rẻ. Dạ, về nhà nhanh lấy lại vốn nữa. Để vàng trong tủ nó có đẻ đâu, nó không lên được mà 10 triệu đâu, bây giờ 7 triệu mai mốt nó tọt xuống còn có 5 triệu bạc. Giờ bán đi mua cái máy mai mốt lại phát huy lại lên, kiến thức lại có nhiều. Dạ. Ok anh. Rồi, Zalo nha. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Bản mới nhất luôn. N luôn. Updata ngày mùng 10 tháng 3 của 2022 luôn, quá mới xịn sò. Rồi ấy, ăn chay cứ thế thế thôi. Được thì anh em mình lại gặp nhau. Hiểu không quý vị? Gì đâu. Rồi Hoàng Hạnh xin chào anh trai, ủng hộ cái gì tiếp anh trai? Múc tiếp đi. Rồi, anh em đặt nồi nhiều quá đây. Lại nồi nữa. Quỳnh. Vui. Nồi. Nồi đấy, lại nồi đấy, gửi luôn anh nhé, trước và sau anh Tuấn ơi. Nồi nồi niêu xong chào đấy. Ok rồi, xin chào quý vị, bye bye mọi người.